Con này là David 1390. To luôn, to đùng. 1390 này cái vỏ của nó là 13.9 x 36. 13.9 x 36 nha. Chưa dọn dẹp gì nha. Này mình có hỏi anh ba bảo là chưa dọn dẹp. Hello, chào tất cả mọi người đến với Sim Vlog Bình Phước nha. Hôm nay mình có dịp mình đi ngang chỗ anh ba bỏ Đức Liễu Bù Đăng đó nha. Thì mình quay lại một số con máy cày chỗ kho bãi của anh ba bỏ cho cả nhà cùng xem tham khảo chơi cho vui ha. Đây, để mình đảo cam lên quay cho cả nhà mình cùng xem ha. Có rất là nhiều con máy cày luôn cả nhà. David có luôn nè. Rồi máy cày Nhật nhỏ đồ các thứ nè. Để mình đảo cam quay lại cho cả nhà cùng xem tham khảo cho vui. Anh ba có rất nhiều máy cày luôn cả nhà. Đây, ví dụ trước mặt đây có con 2205 Isuki ha. Bên trong có con TS 3.5 nè, Isuki luôn. Đây con này 2.6 đẹp quá nè. Shibura 2.6 SD. Kế bên thì có con Shibura 2 cầu 2002 SD 2200. Còn khá đẹp ha. Vỏ đồ này kia đẹp. Isuki 1910 một cầu. Thì video này mình chỉ quay cho cả nhà mình xem tham quan chơi là chính cả nhà. Đây có David 885. Thì cái số điện thoại mình sẽ để trong cái màn hình và trong cái phần mô tả video ha. Cả nhà mình muốn thiện chí muốn mua con nào thì mình có thể liên hệ với anh ba bỏ nha. Địa chỉ cửa hàng là ở Đức Liễu Bù Đăng nha, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Đây, con David này đẹp quá. David 885, David Brown, có hai cái kiến luôn. Chỗ anh ba có nhiều con David lắm nha. Mình quay sơ sơ cho cả nhà mình xem tham khảo chơi cho vui là chính nha. Đây có con Shibura nè, đẹp cơ ha. Hai cầu. Quá đẹp. Vỏ sao cũng còn quá đẹp luôn. 3000 AT. Shibura 3000 AT. Kế bên đây thì có con Ki 1610 hai cầu. Isuki 1610 hai cầu. Đẹp ha. Nhà mình có thể liên hệ qua cái số điện thoại mình để trên màn hình nha. Gặp trực tiếp anh ba nha. Anh ba Đức Liễu Bù Đăng. Tên là 2.5 hai cầu. Đây cả nhà. Tên là 2.5 hai cầu. Còn quá đẹp. Cái con này là đẹp nè, con Isuki. TS 3110 hai cầu. Quá đẹp luôn, bóng bẫy luôn. Mướt mắt luôn. Quá đẹp. Con này có ý kiến nhìn để nặng bụng cũng có lý ha. Quá đẹp nè. 2.5 một cầu có luôn. Tên là 2.5 một cầu. Bên này là có con một dàn David nằm bên đây ha. Để mình quay mấy con David bự bự này cho cả nhà mình xem tham khảo chơi ha. Cả nhà mình có thể liên hệ với anh ba, cái số điện thoại mình để trên màn hình nha. Con này là David 1390. To luôn, to đùng. 1390 này cái vỏ của nó là 13.9 x 36. 13.9 x 36 nha. Chưa dọn dẹp gì nha. Này mình có hỏi anh ba bảo là chưa dọn dẹp. Đây. Cũng khá to nha. 1390. Con TA này ha. Con này là TA mấy anh? TA 27 hả? Đây con Isuki TA 27. 27 là nó xài cơ hết á anh ba. Dạ. Yeah. Bên cơ xúc cơ luôn đúng không?
con TA, Isuzu TA 2 cầu 27. Con này là xài cơ hết, bên cơ số cơ. Con này có thêm một con TS 1060 2 cầu luôn. Đây thì có một con 2205 1 cầu. 205 270 Lander 270. Ở ngoài còn hai chiếc David 995 nữa. David 995. Đây, em mình đứng xa cho cả nhà mình xem. Con David thì cái dàn lốc của nó cái màu đỏ cam đẹp lắm cả nhà. David 995. David Brown. Con này thì cái cặp bánh cái cũng như cái con kia luôn. 13.6-36. À, còn cái vỏ trước của nó là 750-16 quá nha. 750-16. Có hai con David 995 nha. Này con nữa. Con này có cái giá đỡ của cái gào súc luôn. Bát rồi sẵn nha. Ống nối đồ nhớt đồ nhanh đồ các thứ nè, ống chờ sẵn nè. Chín chín năm David Brown. Bên kia thì mình thấy có một cái con 990 David 990. Nói chung kho bãi của anh ba có rất nhiều cái máy cài luôn cả nha. David 990. Con số thì cái vỏ thì cũng 13.9-36. Có cái gạo súc nữa nè. Súc không biết của em nè. David 990. Ở trong ngoài bán máy cài thì ba cũng có một số cái mọt máy cài quá trời luôn nè, mọt cầu đẩy. Cái video này mình sẵn mình quay cho cả nhà mình cùng tham quan tham khảo chơi cho vui luôn ha. Mọt cầu đẩy là mọt khá đẹp nè. Mọt này thì nhỏ, tầm cỡ bề ngang tầm cỡ 2m, dài cỡ 3m3, 3m4 gì đó, 3m5 gì đó. Bên này có mấy con mọt khủng luôn nè. Mọt khủng nè. À, mấy con mọt khủng. Còn mọt nhỏ đủ kiểu luôn ha. Cả nhà mình thích con nào thì mình có thể liên hệ với anh ba nha. Và cái số điện thoại mình để trong cái phần mô tả video. Với mình cũng ghi lên trên màn hình luôn. Đây, bây giờ mình vô trong nhà. Mình đảo một vòng nữa cho cả nhà mình ngắm ngắm sơ bộ mấy con xe trong bãi của anh ba ha. David 1390 khá to. Đây. David 885. Rồi mấy cái dòng xe nhỏ, xe Nhật ha, thủ kiểu luôn. Cả nhà mình ai thiện chí mua thì mình có thể liên hệ với anh ba qua số điện thoại mình để trong màn hình cũng như là mình để trong phần mô tả video ha. Thì cái clip mình quay thì mình thấy cũng cũng khá dài rồi cả nhà. Bây giờ mình xin kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại các nhà mình trong cái clip tiếp theo nha. Các nhà mình xem mà thấy thích thì nhớ cho mình xin một like nha. Cũng đăng ký kênh ủng hộ xin vlog Bình Phước nha các nhà. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các nhà trong cái clip tiếp theo nha.